Năm thay đổi quan trọng về sổ hồng, sổ đỏ trong năm 2021 là gì? Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Kim Châu. Châu hiện tại là chuyên gia tư vấn bất động sản tại khu vực Nha Trang, Cam Lâm, Khánh Hòa. Ngày hôm nay biết được những thay đổi về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 148 của Chính phủ liên quan đến luật đất đai, thì nắm được những thay đổi đó, Châu làm video này gửi đến các anh chị nhà đầu tư, những khách hàng của mình hay giao dịch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có thêm được những thông tin và kiến thức mới giúp chúng ta có thể hoàn tất cái việc chuyển nhượng mua bán được thuận lợi, dễ dàng hơn và tránh được những rủi ro về pháp lý sau này. Và không để các anh chị chờ đợi lâu thì sau đây xin mời các anh chị cùng xem tiếp phần video để biết được những thay đổi quan trọng đó là gì nhé. Xin mời các anh chị. Năm thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ từ mùng 8 tháng 2 năm 2021. Chúng ta sẽ giải thích thuật ngữ sổ đỏ, tên gọi thông dụng là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Vào ngày 8 tháng 2 năm 2021 sẽ là thời điểm có hiệu lực của Nghị định 148/2020, nghị định của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực, sửa đổi một số nghị định hướng dẫn của luật đất đai. Và theo nghị định này thì nhiều quy định liên quan đến sổ đỏ sẽ có sự thay đổi. Và thay đổi thứ nhất đó là sẽ thêm một cơ quan được quyền cấp lại và cấp đổi sổ đỏ. Thì trước đây theo khoản 2 điều 60 nghị định 43 năm 2014 của Chính phủ là cơ quan tiếp nhận và trả kết quả giải quyết những thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ là văn phòng đăng ký đất đai. Thì nghị định 148 quy định ngoài văn phòng đăng ký đất đai thì hôm nay chúng ta còn có chi nhánh của văn phòng đất đai tại huyện, thị xã, địa phương. Và thay đổi thứ hai đó chính là dồn điền đổi thửa không còn được cấp đổi sổ đỏ. Một trong những trường hợp được cấp đổi sổ đỏ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng, định mới 148 quy định, một trong những trường hợp được cấp đổi sổ đỏ cũng như cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng là do đo đạc xác định lại diện tích và kích thước thửa đất. Thì trước đây, điểm C, khoảng 1 điều 76 nghị định 43 quy định trường hợp trên còn bao gồm do dồn điền đổi thửa. Cái thay đổi thứ ba này rất là quan trọng và theo Châu đó là một cái thay đổi giúp cởi mở và thoáng hơn, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân rất là nhiều. Đó chính là được lựa chọn thời gian, địa điểm để làm sổ đỏ theo nhu cầu. 148 đã bổ sung một quy định khá là cởi mở liên quan đến thủ tục cấp sổ đỏ. Thì cụ thể là tại văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, giải quyết thủ tục đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất theo nhu cầu của người sử dụng đất, với thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận và theo nhu cầu đăng ký của người dân. Thì thời gian thực hiện thủ tục không quá thời gian do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Thì như vậy, với quy định nêu trên thì từ ngày 8 tháng 2 năm 2021, người dân có thể làm thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ đỏ nhanh tại nhà nếu như có nhu cầu. Cái việc đăng ký theo Châu là đăng ký tại phòng đăng ký đất đai, chuẩn bị hồ sơ thủ tục cần thiết để nộp, hoặc là đây là một sự thay đổi rất lớn cho người dân cũng như là Ủy ban Nhân dân huyện, là chúng ta không phải lên văn phòng, không phải xếp hàng để chờ đợi. Tuy nhiên là mọi người cũng cần phải đăng ký trước và trả một khoản chi phí cao hơn với việc là lên cơ quan nhà nước để làm việc. Thay đổi thứ tư đó chính là làm sổ đỏ mới khi dùng điền đổi thửa trong trường hợp là đất bị thế chấp. Theo khoản 25 điều 1 nghị định 148 quy định, khi chuyển đổi quyền sử dụng nông nghiệp để dùng điền đổi thửa trong trường hợp đang bị thế chấp tại ngân hàng thì người sử dụng đất phải nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho sổ đỏ đã cấp để làm thủ tục cấp sổ đỏ mới. Giai đoạn tiếp theo, việc trao sổ đỏ được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm văn phòng đăng ký đất đai,
người sử dụng đất và tổ chức tín dụng hay còn gọi là ngân hàng. Thì trong đó, người sử dụng đất sẽ ký nhận sổ đỏ mới từ văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp. Và tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao sổ đỏ cũ đang thế chấp cho văn phòng đăng ký đất đai để quản lý. Thì trước đây, theo khoản 5 điều 78 của Nghị định 43, quy định trong trường hợp trên là cấp đổi sổ đỏ. Sau này, sau khi hoàn thành thủ tục liên quan đến việc trả nợ ngân hàng và xóa tín chấp, thì các anh chị sẽ nhận lại quyền sử dụng đất đó. Thứ năm là quy định mới về cơ quan thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định. Theo khoản 5 điều 1 Nghị định 148, sửa khoản 4 khoản 5 điều 87 Nghị định 43 năm 2014 về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định, thì bổ sung thêm là cơ quan có quyền thu hồi sổ đỏ trong trường hợp là thu hồi theo quyết định bản án, quyết định của tòa án. Thứ hai là kết luận thanh tra. Thứ ba là thông báo của người sử dụng đất. Và thứ tư là quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ tại thời điểm thu hồi sổ đỏ. Đó là năm thay đổi rất là quan trọng liên quan đến việc thay đổi việc cấp, cấp lại, cấp mới sổ đỏ từ ngày 8 tháng 2 năm 2021. Cảm ơn các anh chị đã xem hết phần video. Các anh chị nhớ bấm đăng ký kênh để thêm nhiều video giá trị nhất từ Châu nhé. Và đừng quên hãy bấm vào website nguyenkimchau.com để lại thông tin và nhận ebook hoàn toàn miễn phí. Để có thể liên hệ trực tiếp với Châu theo số điện thoại 0907 063 246. Châu là chuyên viên tư vấn bất động sản từ khu vực Cam Lâm, Khánh Hòa. Rất vui được hỗ trợ thông tin đầu tư đến các